Rồi, chào tất cả mọi người đến với kênh của Phản Gia Lai nha. Hiện tại em đang có chương trình thanh lý anh em nhé. Anh em nào mà mua từ 2 bộ trở lên là em sẽ thanh lý ạ. Hiện tại em đang có còn 6 tấm nhé. Hiện tại em đang còn 6 tấm anh em nhé. Quá đẹp luôn. Hàng này là có phe cạnh ạ. Rộng 1m58, dày là 20, dài là 3m46 ạ. Tấm gỗ bảo đảm anh em là không bao giờ có mối mọt nha. Còn rác cái loại gỗ này thì em bảo đảm anh em là không bao giờ mốc meo hay là anh em không phải lo gì hết ạ. Rác của loại gỗ này bảo đảm cực kỳ là tốt ạ. Anh em mà nếu mà chốt trên kênh YouTube của em sẽ để với giá là 50 triệu tấm này nhá. Giá chỉ 50 triệu thôi anh em nhá. 50 triệu là một tấm nó liền khối nhá. Kích thước là vô cùng đẹp ạ. Kích thước là rộng 1m58, dài là 20 và dài là 3m46 ạ. Anh em mà ok thì lên cho em số điện thoại nha. Rồi, em xin kết thúc video ở đây nhá.